Đây, chào anh Đức, xin hướng dẫn cách sử dụng cân cân nhà bếp Etec City. Thì ở đây là bảng điều khiển cân Etec City, thì nó sẽ có chức năng thứ nhất là nút on off là tắt và bật cân. Thứ hai là setup thời gian, reset. Thứ ba là trừ bì và hiện khối lượng tổng, và thứ tư là điều chỉnh đơn vị. Đơn vị ở đây thì có hai đơn vị, thứ nhất đơn vị ga và thứ hai đơn vị OZ. Thế thì khi ta muốn cân một vật thì ta sẽ cho vào trong ô. Thì trên màn hình sẽ hiển thị, thứ nhất là hiển thị khối lượng của cân, và thứ hai hiển thị nhiệt độ của vật, nhiệt độ của ô, ở đây là 25 độ C và nhiệt độ phòng. Và ví dụ là chúng ta muốn cân thêm vật ở trong ô thì ta cho thêm vật vào trong ô này. Đấy, cho thêm lượng bột chẳng hạn. Thì trên bảng điều khiển sẽ hiện ra khối lượng tổng, và ta muốn tiếp tục cho thêm thì có thể tìm hiện ấn trừ bì này, ở đây là không, và ta có thể thêm vật nữa vào để cân tiếp cái lượng chất cho thêm vào. Về cái reset thì là sẽ set up về thời gian, thì là ví dụ các bạn muốn set up khoảng 1 phút hay 2 phút chẳng hạn, thì sau 1 phút thì chuông nó sẽ báo để cho ta biết là thời gian cần lấy chất ta kết thúc. Đấy. Còn không sử dụng nữa thì ta sẽ tắt. Và cái ô này thì rất là tiện, là có thể tháo rời ra và vệ sinh dễ dàng.